Ngày 24 tháng 2, một chiếc xe tải chở lợn khi đang di chuyển trên đường đoạn qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bất ngờ lật nghiêng khiến hàng trăm con lợn bị sổng ra ngoài, chạy tán loạn. Người dân sau đó đã giúp tài xế trông nom tài sản, đồng thời đưa đàn lợn lên xe tải khác để chở về nơi tập kết. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 60H04192 chở gần 200 con lợn lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến đoạn đường Hùng Vương thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, chiếc xe bất ngờ mất lái, lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến thùng xe phía trên bị bung ra, hàng trăm con lợn chạy vào vườn nhà dân. Khoảng 20 con lợn bị chết do va đập, dẫm đạp. Rất may tài xế và phụ xe không bị thương. Phát hiện vụ việc, người dân sống gần khu vực đã hợp sức quây thành vòng tròn, sử dụng các tấm liếp trong xe để ngăn không cho đàn lợn chạy thoát, đồng thời hỗ trợ đưa đàn lợn lên xe tải khác để trở về nơi tập kết. Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê, Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.